chị mới nó đẩy vào M28 mà lập trình là lấy M18 trừ M28 ra được khoảng cách cần phải đi, và nó biết lực là quay thuận quay ngược là nó quyết định bởi là âm hay dương, hoặc là phép so sánh nhé. Đấy, cho nên là có thể dùng so sánh trước, xong lấy số lớn trừ số bé, xong suy ra số lượng xung phát, thì đấy là lập trình cẩn thận. Ở những cái bài này thì chắc chắn trong này em phải có cái số xung nó phát đấy, đúng không? Trong này Dạ có vâng. phải tính như đấy. Ở trong đây là khi mà em tạo thì nó mặc định là Ừ, bao nhiêu vòng một xung, một vòng bao nhiêu xung đấy, nó mặc định. em xem tạo cái xung một này nó mặc định cho là 100 kHz rồi. À, đây là tần số. Dạ vâng. Tần số này ấy, là em thay đổi tần số. Đấy, thay đổi tần số phát xung là thay đổi tốc độ quay, tức là nhanh hay chậm. Cái này không thay đổi được thế. Em thấy là khi mà em ấn chọn là xung bột một phát ở đây là nó mặc định ra em không thay đổi được cái số Thì 100. cái tốc độ là không đổi, nhưng mà số lượng xung thì nó tương ứng với cái dịch chuyển của cái thanh viết mẹ đấy, em hiểu chưa? Còn cái tần số này thay đổi là chỉ thay đổi quay nhanh quay chậm thôi. Em phát Dạ 300 xung được một vòng bằng ấy đây. hả, Dạ bằng cho đây đây nên em để là 200 xung. 200 xung là gì đấy, là cái từ từ tiếng Anh gì mà là cái gì, là 200 xung mỗi vòng à hay gì, Dạ vâng. bơ thì, hả? Juniper Motor Revolution à? Tức là số số xung cho mỗi một vòng này là 2 200. Một vòng nó Ừ, khoảng 200 200 xung. thế thì cái lượng tính toán thì em phải điền vào đấy, đúng không? Cái bài toán viết me của em ấy là cái động cơ bước này là 200 xung một vòng, nhưng mà cái bài toán thực tế em lắp động cơ vào cái thay viết me ấy, nó sẽ quay, ví dụ là nó phải cái động cơ này nó quay 2 vòng nó mới được 1 cm chẳng hạn, hoặc là ở cái sản xuất khác nó lại quay 3 vòng mới được 1 cm, thì em mà lấy cái cm em chia thì mới ra số xung được nhé. Dạ vâng. Đấy, nhân chia ra số xung thì em mới để lập trình ở trong cái code TIA đấy, vì đây là 200 xung một vòng, như vậy là em muốn quay 6 vòng thì em phải phát là 1.200 xung, nhớ Dạ chưa? Đấy là căn cứ vào cái code này này để em phát, và sau khi phát như thế mà em phải kéo một cái Q0.1, một cái đèn lên trên đấy để em lên trên HMI đấy, cái Q0.1 em làm một cái mũi tên sang bên phải, còn Q0.1 mà bằng 0 thì em làm mũi tên sang bên trái, nó phải sáng, hai cái bằng 0 nó cũng sáng và bằng 1 nó cũng sáng nhé, thì người ta mới biết là lúc này nó đang quay thuận hay quay ngược. Và em đếm cái số xung ấy, sau khi em lập trình xong ấy, thì em đếm số xung của Q0.1 đấy thì nó hiện lên, và em chia ra thì cái em biết được nó dịch chuyển bao nhiêu cm lên HMI ấy nhá. Thế vì sao mà không hiển thị được, phải làm được nhá, phải làm hiển thị lên HMI được nó đang quay phải hay quay trái và nó dịch chuyển được bao nhiêu cm đấy, nó hiển thị trên màn hình nhé, nhớ chưa? Chứ không phải gõ vào cái gì đâu, gõ là gõ cái khoảng cách mà em lập trình số xung ở trong cái code, gõ khoảng cách mà bên kia nó dịch bên phải nó đúng lên bằng ấy thì nó dừng, thì Dạ hai vâng. bên nó bằng nhau thì nó thành Vâng. công, nhớ chưa? Đấy, để làm như thế. Ở đây là bài toán khó mà hình như là sinh viên làm tốt nghiệp cũng làm đến mức độ này thôi nhé, nên là cố gắng tìm hiểu mày mò, còn thầy chỉ nói ý tưởng thôi chứ thầy không nhảy vào đây thì làm được nhé. Dạ vâng. Đấy, Vậy ý thầy tưởng có thể xem qua cho em cái hai bài còn lại được không ạ? Hai bài code còn lại của em ạ. bài code nào, bài Để code ra. nên mà một cái trục kia thì em viết trong cùng một bài nhé, trục kia em khai báo cái chân một động cơ nữa là vào cái chân là Q0.2 là tốc độ, Q0.3 là hướng, thế mà tiếp một động cơ nữa là Q0.4 là xung phát xung vào đấy, là ba mấy nghìn xung phát vào đấy, Q0.5 là hướng của cái động cơ ấy nhớ, là ba cái làm chung một bài là điều khiển ba cái trục luôn,
trong đó cái MC Power là chung, còn cái MC gì nữa, MC MC Power là khai báo chung, còn MC gì đấy, mask nhỉ. Muri Active ạ. MC gì, Mover Relative à, là phải ba cái, mỗi cái là cho một động cơ. Kết đũa vào cái đấy sẽ là hay là property vào cái MC, MC gì đấy, mover đấy, nhấn một setting đâu, cái góc bên tay phải ở trên đấy, góc Để mà phải, xem mua cái tiếp ạ. góc phải của cái khối MC Relative đấy, góc phải lên đi, mũi tên vào đấy, mũi tên đấy đúng, kích vào đây, kích vào hai hai cái đấy, cái nào là setting thì điền điền nó vào. Đâu, cái nào là điền địa chỉ đâu, không người kích vào cái ô vừa xong là cái nào đấy Không nó có phát cái gì đấy. cái này là sau khi chạy thì nó sẽ hiển thị số chung, là hiển thị cái khoảng cách đây À, nó có ngày khoảng cách à, đây vâng nó có, là nhưng mà cái này nếu mà muốn chạy được thì phải có đồ thật nó mới chạy được cái phần bên này thì ạ. hiểu rồi. Nhưng bây giờ là cách nhấn vào cái nút bên cạnh cái ô nè, cái nút khác nè, Dạ vâng. đâu rồi, à đấy gì, khai báo vừa xong đấy, thì khai báo nó vào cái đấy, là mỗi một động cơ nó có một cái hay sao đấy, thử thử À nhấn vâng, vào. mỗi mỗi một động cơ thì sẽ phải tạo một cái axit này riêng ạ. Đúng không, phải tạo một Dạ vâng. cái mà cái axit ấy nó nằm, nó vào cái nào, cái khối MC nào, axit nó phải gắn với một cái MC nào chứ hả. Dạ vâng đấy ạ. Như đây là cái axit 1 thì đấy ạ. Đây là MC1, thế còn Dạ nào một vâng cái thì bên dưới dạ nữa, vâng một tạo cái hai hai cái nữa thì sẽ là axit 2, axit 3. là MC gì mấy ba đấy, còn cái MC Power là khai báo tổng thể, Dạ vâng. có báo gì đúng không. Cứ bao người để cứ chạy được. Là khối chạy Cho phép là hoặc là không không cho phép chụp ạ. không. Đấy nhá, khối Power là điểm gì. Để cho phép chụp chạy hoặc là không không cho phép nó chạy. Cho phép chụp chạy đúng không, cho phép hệ thống chạy, còn cái kia mới là gắn với ba chục, là ba cái khối nữa trong cùng một chương trình, Dạ vâng. thế thôi có gì đâu. Chứ ông làm thì nhiều file làm gì, ông làm một cái file thôi, xong là ông code điều khiển cho ba chục luôn. Thế mà muốn làm giỏi thì làm một chục trước, để chạy một cái vít me nhỏ nhỏ đi, xong rồi gõ vào thì nó tính được khoảng cách nhân số xung cần phải phát, nó phát đủ cái là nó dừng luôn nhá. Dạ vâng. Nó phát đủ xong đó là nó dừng đấy, thì xong nó lại phải vẽ graph set đi, nếu mà giỏi thì vẽ graph set đi để nó về vị trí không, sau đó là nó lưu giá trị hiện tại, nó lưu giá trị gõ, nó tính cho số xung, nó phát xung, nó tìm được cái chiều chuyển động, vẽ graph set đi thì cái tư duy lập trình nó mới giỏi được đúng không. Đấy, ông Quân đâu nào đấy, ông Quân là ông mới vào, bật cam lên thì học hành thế nào rồi, nhớ rủ nhau ấy đi, Quân đâu. Kết hợp làm đi, xong nó là sau này đồ án tốt nghiệp nữa thì liền dụng luôn cái này làm đồ án tốt nghiệp, mua cái động cơ bước về xong nó cho nó điều khiển để nó chạy, nhớ chưa, thì mới giỏi được. Còn khó quá lại vào YouTube, bây giờ vào chị Google hỏi xem để nó làm thế nào nữa nhé, để nó hỗ trợ, còn thầy chỉ ra phương hướng thôi, làm cho nó tốt. Đồ án mỗi người đề tài, có thể là ông này làm về xi măng, ông kia làm về mít xu, thế hoặc là ông này xi măng thì điều khiển trục A, trục X, trục Y, còn một ông xi măng thì điều khiển X, Y, Z, hai cái, hoặc là một trục, ông điều khiển một trục nhưng có tốc điều khiển tốc độ, một ông thì điều khiển không tốc độ thì điều khiển hai trục, điều xi măng
hoặc là ông điều khiển cái trục viết me, một ông kia điều khiển gắp một sản phẩm hay là di chuyển một sản phẩm, thì cũng là cái điều khiển vị trí này thôi. Để xem đọc, xem người ta điều khiển cái khối MC power như nào, MC gì đấy nhá, đấy, mấy khối dưới nào thì tìm hiểu. Bây giờ YouTube các thứ nó giới thiệu nước ngoài trong nước nó cũng làm hết rồi. Đọc xong mình ứng dụng cái mà thầy nói là cái tư duy ứng dụng mới đấy, tức là gõ vào đấy mà nó lưu vào hai cái biến MD18, MD28, nó trừ cho nhau hay là nó so sánh đấy, để nó quyết định là quay thuận hay quay ngược. Đấy mới là cái tư duy thông minh vào đấy nhá. Thế còn lập trình mà để nó cứ quay về số 0 cho nó lại chạy đến vị trí mới thì là lập trình cũ từ ngày xưa rồi. Nó cứ hễ gõ cái vị trí nào cái đấy, em gõ là gõ tọa độ đấy nhá, nhớ chưa, gõ là gõ tọa độ đấy. Tọa độ ví dụ từ cái trục này từ vị trí 0 đến giá trị 100 cm thì em gõ đây là 50, đấy là vị trí tọa độ, chứ không bao giờ người ta gõ khoảng cách nhé. Gõ tọa độ và tự nó tìm cái tọa độ để nó phát xung đấy, cho nên là nhiều khi gõ 50 cái nó về không đã, xong nó mới lấy 50 đấy, nó mới phát xung. À, nó lười, nó không cần trừ, nó cứ lấy luôn giá trị nhập vào đấy để nó tính toán, nó phát xung. Xong có 80 thì nó cũng lại lùi về không đã, xong nó lại lấy cái giá trị vừa nhập ấy, nó phát xung, nó không trừ. Thế còn nó thông minh ý, là lúc trước có 50 thì nó nhớ, lúc sau có 80 thì nó lấy cái 80 trừ đi cái 50, nó so sánh. À, cái lớn hơn thì nó quay thuận. Thế cái ví dụ có 30 cái là nó biết cái 50 trước thì nó quay ngược 20. À, cái tư duy lập trình để chú ý đấy. Nha. Ừ, thế thôi, còn làm tiếp đi để học hỏi dần. Tôi thì cũng chả giỏi đâu, tôi chỉ hướng dẫn, thế nên các anh vào mạng các anh tìm tòi trong nước ngoài nước. Ừ, làm thêm đi, làm thêm mô phỏng. Mô phỏng là gõ vào thế này, gõ là gõ tọa độ đi nhá, gõ tọa độ x này, tọa độ y này, có một nút reset nó về không này. Thế đầu tiên là chưa làm thông minh được thì cứ nhấn reset là nó quay ngược về, nó chạm vào phải có 6 công tác hành trình, hoặc là nếu mà không thì làm một công tác hành trình cái nút về không ấy nhá, thì mới được, nó chạm vào đấy thì nó dừng, chạm vào đấy là nó không phát xung nữa. Như vậy ở khối phát xung đấy, trước cái khối phát xung này có một cái vít để nó điều khiển cái phát xung. Cảm biến đấy, cảm biến là gốc tọa độ. Thế còn với anh nào nữa, anh Dương à? Hả? Dạ vâng. Ông Dương trước ông cứ nhắn tôi nhưng ông không kết bạn thì tôi cứ tưởng ông lạ, tôi không để ý. Nhiều ông nhắn lắm. Ông ấy làm là ông ấy bảo là không biết làm thế nào, phải hội tụ vào cái nhóm này làm, nhắn ông như thế. Em vừa Ngon em cũng gửi ID với phòng cho bạn mà không thấy bạn ấy bảo gì cả, bạn cũng không đọc luôn. không đọc thì thôi, không đọc thì đừng làm nữa. Ông cứ bảo không biết làm gì, hôm trước tôi đã dặn làm như thế rồi ông lại hỏi lại. Tôi mà câu hỏi lại làm sao trả lời được, mỗi sinh viên nói một lần thôi, hàng bao sinh viên cứ hỏi lại, hỏi lại em làm như nào, nói một lần biết như nào rồi, mà thậm chí nói nguyên cái đề bài thì ông trình bày thế nào thì các thầy hiểu nó được, viết lách thế nào đấy. Như cái này phải viết là bài toán đầu đề của em là điều khiển ba trục hoặc là một trục là điều khiển vít me đấy, là mỗi 1 cm là phải quay mấy vòng, mà em chọn động cơ bước là mỗi một vòng nó phát 200 xung ví dụ vậy, thì nói ra đầu tiên như thế đã. Thế trong thậm chí là vẽ ra một cái đường thẳng vít me đấy, mà em đặt cái cảm biến A là gốc không này, mà em nhập cái khoảng cách từ A đến B này là 100
tọa độ là 100 cm và yêu cầu là nhập trên màn hình gõ vào cái tọa độ bao nhiêu cm thì nó phải quay đúng đến vị trí ấy nhé. Thế thôi, về coi đầu bài như thế đã, thế sau đó mới nghĩ chuyện là GraphSet nó mới viết code với lại đầu vào đầu ra, kể là đầu vào đầu ra là điều khiển cái gì ở chỗ nào, chân mấy, quy không chấm không đấy, là xung là bao nhiêu xung được một vòng, quy không chấm một là quay thuận thì quay ngược đấy nhá, viết lách ra. Thì sau đó viết code rồi mô phỏng, cắt những cái hình ảnh mô phỏng ấy vào. Thế còn là mô hình các anh bây giờ chưa làm được thì làm đồ án tốt nghiệp, là mô hình là còn chưa xong, lý thuyết còn chưa xong, mô hình cái gì cũng chưa canh, nhưng mà phấn khởi là mô hình tôi tưởng là ngon lành lắm, nó ngon đâu, điều khiển amateur gì còn chưa rõ. Nếu mà rõ thì anh phải vẽ một cái đoạn thanh này trên cái HMI cho tôi, và anh gõ bằng tiếng Việt đấy là nhập tọa độ trên trục X đấy, phải có công tắc hành trình gì đấy thì tôi mới là giỏi, mới là được. Tôi chưa nhìn thấy công tắc hành trình, tôi chưa nhìn thấy là cái chữ nhập tọa độ của trục X đúng không. Thế sau đó là em có một ô bên cạnh này là cái số lượng xung hay là cái độ dịch chuyển chính xác của cái trục X đây. Em có 50 bên này, nó cứ tăng dần từ 0 đến 50, nó đúng bằng 50 nó dừng, thế là thành công nhé. Và cái hiển thị là đang 50 em gõ 70 thì nó cái mũi tên Q0.1 nó sáng, nó phải quay thuận. Em có 30 mà nó vẫn dịch về đấy, 30 mà nó lại mũi tên đây là nó quay ngược thì thành công đấy, đấy mới là đúng. Còn lại kia nó chung chung, nó cứ mơ mơ màng màng. Thế nhá, làm tiếp đi thôi nhá, cố gắng được chưa. Dạ vâng. Thôi chào các ai.